Dạ, thưa sư cho con hỏi, con thích trồng hoa lan và hoa sứ, con thường cắt ghép chiếc cây thì con có tạo nghiệp gì không? Con cũng thường xịt phòng sâu kiến, khi chưa có sâu kiến thì có phạm tội sát sanh không? Thì câu hỏi này xin mời Đại Đức Tuệ Tường. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, cái phải nói rõ nha, cái bản chất việc làm á, là đầu tiên ta hỏi có nghiệp không. Thưa, có nghiệp thưa vị, quan trọng là nghiệp thiện hay là bất thiện thôi, đó là quan trọng của bản thân mình đó. Giờ sư ví dụ một điều cho quý vị, con thích trồng hoa lan hoa sứ đó, thường cắt ghép này nọ ha, thì quý vị hỏi tội nghiệp gì không. Thì giờ sẽ ví dụ quý vị nè, một buổi sáng đó quý vị ra vườn thấy mấy cây lan á, quý vị tự nhiên hôm nay bị ai cắt hết, bị ai một số bị chậm mắt, một số là bị chậm mắt, rồi một số bị cắt á, bị cắt ngang cái chân, nói chung là hư hoại chân đó, không được đó. Thì đó tâm tâm quý vị như thế nào. Cái điều đó mình phải cần phải xem xét. Lúc đó mình có sân hận không? Mình có sân hận, mình có này nọ, mình có bực mình, hay là mình có buồn rầu này nọ, mình có thiểu não không? Có nghĩa là cái việc làm của mình á, nếu mình làm á, đơn giản là làm thôi, có nghĩa là nó chỉ là một cái gì đó nó trang trí thôi, hay là để tô điểm thêm thôi. Thì vốn dĩ quý vị là đời sống cư sĩ mà, đâu có thể bắt quý vị là lúc nào cũng phải sống như quý sư được. Có nghĩa là không trồng hoa tỉa cảnh, là không có làm theo những gì thích sở thích được. Nhưng khi nhấn mạnh cái sở thích ở đây á, mình phải hiểu là nó không có để cái sở thích của quý vị á, nó không có để những sở thích đó nó đưa vào dính mắc. Cho dù á quý vị làm cái hoa lan này, hoa sứ này nè, trồng là trồng thôi, nghĩa là mình trồng cái tô điểm, có nghĩa là nó chỉ là tô điểm, nhưng nó chỉ là một cái gọi là sở thích thuần túy thôi, đúng nghĩa là sở thích thuần túy thôi. Không, còn khi mà mình trồng cái hoa lan hoa sứ đó, không chỉ thậm chí là không phải phải trồng hoa lan hoa sứ nữa, thậm chí mình nuôi thú cưng này nọ đó, mình dính mắc nó quá nhiều, lỡ nó hư nó hoại nó bị người ta phá thì mình đau khổ, mình tức giận, đúng không? Thậm chí nếu mà mình bị tức giận mà mình biết rõ người đó nữa, thì nó gây ra những cái nghiệp nó rất là bất hạnh cho bản thân mình và cho người khác nữa. Cho nên quý vị hỏi có nghiệp hay không, quan trọng như đó, nghĩa là tâm của quý vị, cái việc làm của quý vị á, đối với cây cây cỏ nào nào nọ nè, nó có dính mắc không, nó dính mắc nhiều không vô cái chuyện đó đó, nó có chiếm thời gian, quỹ thời gian nhiều cho quý vị không. Nó quan trọng. Giống như bây giờ công ăn việc việc làm mấy vị là không, nghĩa là bỏ quá nhiều thời gian công sức vô việc đó, không rồi công việc của mình bị trễ nải, rồi chuyện gia đình mình đó. Nên mình phải cần xem xét nữa. Còn nếu quý vị làm đơn giản, bị làm đơn thuần tí, sử dụng tự chữ thuần tí, làm chỉ là làm thôi, mình chỉ là nó chỉ là một cái cây cảnh thôi, mình rảnh thì mình chăm sóc, không rảnh thì thôi, đúng không? Nó mất thì thôi, nó hư thì bỏ, chứ không có vấn đề gì hết. Thì vấn đề đó thì nó nghiệp, nó không thiên về nghiệp bất thiện, quý vị, nó không thiên về bất thiện, chỉ có khi dính mắc thì mình dính vào nghiệp bất thiện thôi, rất là nguy hiểm. Còn câu hỏi thứ hai bị hỏi là con cũng thường xịt sâu kiến, khi chưa sâu kiến phạm tội sát sanh. Thì sư anh tại cũng có khuyên vị rất là nhiều rồi, mặc dù là sư có thể nhắc trên đây, nhưng mà vẫn khuyên vị là những cái này là căn bản, với sát sanh có năm chi, đúng không? Là biết rõ chúng sanh đó, chúng sanh có thức tánh, biết rõ chúng sanh đó có thức tánh, có ý giết, cố ý giết, không? Và chúng sanh đã chết thì phạm sát sanh. Thì quý vị nó chiếu năm chi này, năm chi này quý vị tự cho mình có lời trả lời, câu trả lời thôi, tại vấn đề nó quá là căn bản rồi, không? Nên là bản thân mình phải học, mình tự suy xét thì nó hay hơn, không? Còn quý sư mà nói là có phạm hay không phạm thì nó mất hay, nó không có khiến cho quý vị tăng trưởng thêm cái sự tư duy về Phật pháp nữa. Là cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Sư thì sư có cái nhìn nó hơi hơi khác một tí so với Đại Đức Thiền Hảo, so với Đại Đức Tuệ Tường, xin lỗi. Là thứ nhất á, là
coi quý vị có học cái kinh Trung Bộ mà cái bài kinh Thừa Tự Pháp, nó có nói một cái điều như thế này nè, là khi mà mình thích một cái gì đó đó, thì cái thích đó, từ cái thích đó nó đưa đến cái sự nỗ lực chiếm hữu, rồi từ cái nỗ lực chiếm hữu á, rồi mình đạt được, rồi mình coi nó là của mình. Rồi khi mà coi nó là của mình á, thì mình có cái sự tham ái, rồi đến cái sự bỏng sẻn. Quý vị xem ha, quý vị nói là quý vị chăm sóc cây kiểng thì quý vị có thích nó không? Rồi khi mà quý vị thích như vậy, quý vị tậu vài cái chậu về, quý vị có chủ ý là tậu vài cái chậu về, rồi quý vị chăm sóc nó, quý vị có xem nó là của mình không? Khi mà mình xem nó là của mình á, rồi thì nếu như mà có ai đó tới xin mình á, mình có dễ dàng mình cho không, hay là mình nghĩ là cái này là của tôi cho nên là tôi không có cho được, mình sẽ có lý do thôi. Rồi đó là một cái thứ hai á, từ cái đó chính là do đâu, do tâm tham nó sai sử, cái gốc của mình là gốc của tâm tham. Cái thứ hai là nếu như Đại Đức Đệ Tường nói, nếu như một ngày đẹp trời nào đó nó bị người ta hủy hoại, một ngày mình ra ngoài mình thấy người coi như là người ta phá, người ta dập te tua, hoặc là người ta trộm, người ta cướp, thì mình có buồn rầu hay không, mình có sân hận hay không, thì đó là tâm sân. Cho nên từ một cái đơn giản quý vị nói là trồng lan trồng kiểng, trong con mắt của đời tu thì nó đã chất chứa cái tham và sân ở trong đó. Thế cho nên là vị tỳ kheo là không có được trồng cây kiểng, không, thậm chí là những cái bông đẹp cũng không được trồng, rồi những cái cây mà nó có hoa có trái ăn được á, cũng không được trồng, không được ở gần những cây đó luôn, chứ đừng có nói. Bởi vì sao? Bởi vì mình có thể đưa đến tham và sân. Tuy nhiên như Đại Đức Tuệ Tường nói, rất là khó để mà áp dụng cái tiêu chuẩn của tu sĩ mà áp dụng cho cư sĩ, bởi vì cư sĩ quý vị sinh hoạt ở đời làm sao mà đòi phải ly dục như mấy ông sư được. Thế cho nên là mình nên có sự tiết chế, thì đó là cái điều hạnh phúc. Bên cạnh đó, xưa có một cái lời đề nghị như thế này nè, thì thay vì cũng là cái chuyện mà chăm sóc cây kiểng mà mình ở đời mình cũng tạo nghiệp, nhưng mà nó có thể nhẹ, bởi vì có khi cũng không đến mức gọi là có ai đó thử thách đến cái mức độ mà tới ăn trộm ăn cắp để mà cái tâm sân mình nó mãnh liệt, hoặc là tâm tham mình nó mãnh liệt đủ để mà mình phạm năm giới cũng khó lắm. Cho nên là cái nghiệp á, nó cũng nhẹ nhàng thôi. Tuy nhiên nếu như mà quý vị muốn là nó thành một cái nghiệp thiện, thì sư có lời khuyên như thế này: tại sao mình thích chăm sóc cây kiểng, mình không chăm sóc ở trong chùa, mấy cây trong chùa? Xin thưa, nhiều khi mấy cây trong chùa cũng rầu muốn chết, không ai tưới, không có ai chăm sóc. Nếu mà quý vị có lòng, quý vị vào chăm sóc. Thì tại sao sư nói như thế? Tại vì ở trong kinh kinh gì ta, ở trong Trường Bộ, kinh Thiện Kiến, kinh Thiện Kiến, thì Đức Thế Tôn có mô tả là ngài từng là một vị vua tên là Thiện Kiến. Ở cái xứ của ngài có nhiều cây nó làm bằng bảy báu, nó rất là đẹp, rồi gió thổi đung đưa thì nó phát ra những cái tiếng nhạc êm tai. Nhờ đâu mà ngài có cái phước đó? Là nhờ vào thời quá khứ ngài đã từng trồng cây, ngài tạo cái kiểng cho cái chú xứ của một vị thánh, hình như là một vị độc giác thì phải. Thì nhờ cái phước đó cho nên là đời sau mà ngài làm chuyển luân vương, ngài có được cái phước rất là lớn. Thì suy nghĩ là tại sao thay vì mình trồng ở nhà thì nó muốn gọi là cái thiện thì nó cũng không có cái gì để mà cho cái thiện, mà gọi là bất thiện thì rõ ràng là mình thấy cái gốc tham, gốc sân ở trong đó. Nhưng mà nếu như mà mình trồng cây mà mình nghĩ là mình để mình tô điểm, mình cúng dường cho Tam Bảo, thì nó lại tạo phước. Cho nên là đó là cái lời khuyên của sư. Còn đương nhiên thì mỗi người đều có sự lựa chọn của mình. Sư xin
Hôm qua còn hỏi tiếp theo.